Tinh Y thân ái mến chào anh chị và các bạn. Xin chào anh chị. Bây giờ thì khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3 năm 2022. Chúng ta sẽ chào đón một cái tháng mới thật mạnh khỏe và an lành anh chị ha. Và Tinh Y cũng tiếp tục những cái chuỗi lang thang video clip về Thủ Đức gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Tinh Y đang đứng ở trên đường phía trước mặt anh chị, đó là ngã tư Thủ Đức. Mé bên trái theo dòng xe thì chúng ta sẽ về cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn, bên phải là về cầu Đồng Nai, đi thẳng là về làng Đại Học, đi con đường Hoàng Diệu để về chợ Thủ Đức. Phía sau lưng Tinh Y đó là đồi Tăng Nhân Phú. Thì với video clip này, Tinh Y sẽ mời anh chị chúng ta sẽ len lỏi vào một cái khu làng Đại Học mà ngày xưa có những căn biệt thự của các giáo sư về đây sinh sống. Và Tinh Y cập nhật không có những cái thông tin chính xác, mà Tinh Y biết là cái mảnh đất với những con đường vuông góc được hình thành vào năm 1963. Ví dụ như một số con đường như là Công Lý, Độc Lập, Dân Chủ, Bác Ái, Hòa Bình, Thống Nhất, vân vân và vân vân, thì Tinh Y sẽ vào cái khu vực đó để cập nhật gửi tới anh chị và các bạn. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu đi ha anh chị ha. Ngã tư Thủ Đức bây giờ nó có một cái cầu thép anh chị, nên xe container, xe hơi thì đi lại nó dễ dàng, chứ không là ở đây nó kẹt xe dữ lắm. Ngày xưa là không có đường cao tốc Sài Gòn Long Thành Dầu Dây, thì Tinh Y về Vũng Tàu đi qua con đường này, xa lộ Biên Hòa, kẹt xe ghê lắm. Rồi tới ngã ba Vũng Tàu rồi quẹo về Vũng Tàu đó. Bây giờ chúng ta sẽ băng qua ngã tư Thủ Đức nha. Còn cái cột bên phải là cái áp lực nước, thì Tinh Y sẽ thực hiện những video clip gửi anh chị sau. Nếu mà chúng ta về từ cầu Sài Gòn về cầu Đồng Nai, về cầu Sài Gòn, cứ tới đây thì chúng ta nhìn mé bên tay phải có một cái áp lực nước, ngay chỗ cầu Phan Thanh Giảng, Điện Biên Phủ cũng vậy. Coi bây giờ mảnh đất đó như thế nào thì Tinh Y sẽ thực hiện sau. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái khu vực làng Đại Học, mé bên tay trái. Thủ Đức ngày hôm nay thì phát triển lắm anh chị, nó thay đổi hoàn toàn so với xưa, con đường quá rộng nhìn không ra luôn mà. Đèn đỏ này thì khoảng là gần 2 phút, đợi nó hơi lâu. Rồi chúng ta đi. Đây là con đường Hoàng Diệu, nay có tên là Võ Văn Ngân. Bây giờ Tinh Y sẽ tới cái cổng của trường Đại học Kỹ thuật Thủ Đức. Tinh Y sẽ quẹo trái nha. Quẹo trái thì không biết con đường gì, tại vì đối với Tinh Y kỷ niệm ở khu vực này thì Tinh Y thấy rất là đẹp. Nó có những con đường hàng cây vuông góc, những con đường vuông góc với nhau, biệt thự đẹp lắm. Rồi có những cái chuỗi quán cà phê. Nhưng mà ngày hôm nay lâu quá lắm rồi, Tinh Y cũng không có quay lại. Đây, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Đây, cái khu vực nội bộ của trường.
sinh ly sẽ chạy vào giống như là sinh viên đi gửi xe vậy đó. Tới kia sinh ly sẽ quay lại trường rất là lớn. Rồi sinh ly quay lại nha. Cơ sở hạ tầng thì trường rất là lớn. Hồi xưa mà Sunny nhớ là Sunny chạy xe gắn máy mà tuốt vào bên trong vườn mà. Nhớ thôi anh chị ha. Đây là con đường Thống Nhất. Thì ngày xưa anh chị từ cầu Đồng Nai đi qua ngã tư Thủ Đức thì theo con đường quốc lộ xa lộ Biên Hòa về cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc thì cách một cái khoảng đất trống giống như cái ruộng vậy đó, hay là mảnh đất trống. Thì bên phải này nó có một con đường rất là nhỏ, nó kéo dài theo mảnh đất này. Đây là con đường Thống Nhất. Bên phải là con đường Nguyễn Khuyến. Thì chúng ta cứ đi, đi để cập nhật kể cả sinh ly. Sunny chỉ nhớ là năm 2000 lên đây đi làm việc thì ở đây có những cái dãy quán cà phê, rồi dựa vào cái nền đất những căn biệt thự năm xưa. Đó, căn biệt thự ở góc góc phố nè, biệt thự nhiều lắm. Ở đây là con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những căn biệt thự xưa bây giờ trở thành quán cà phê, khách sạn. Đây là con đường Hàng Thuyên. Đi trước mặt anh chị đó là cái cầu vượt tuyến metro Bến Thành Suối Tiên quận 9 và dòng xe container trên xa lộ Biên Hòa. Đây là con đường Nguyễn Văn Bá, xin đi sẽ đi men theo đó cái mảnh đất mà khoảng trống như song song là xa lộ Biên Hòa đó, là bên trái đó anh chị. Giờ mình quẹo vào con đường, đây là con đường gì, Nguyễn Trường Tộ. Nhà cửa khu vực này là của đại gia không? Đây là con vẫn là con đường Thống Nhất. Đây là thuộc phường Bình Thọ. Đây những cái đây cái khu vực mà cái nhà mà cũng giống như xưa, bây giờ trở thành khách sạn, nhưng mà khách sạn bây giờ cũng dẹp rồi anh chị. Khách sạn Đồng Khánh. Sạn Đồng Khánh bây giờ dẹp rồi.
tổ chức tiệc cưới, nhà hàng, quán ăn. Tính ra khu vực này cũng rộng, nó giáp lại con đường Đặng Văn Bi, Nguyễn Du. Đây là con đường Khổng Tử, quẹo con đường Khổng Tử coi. Thì xin lỗi anh chị và các bạn, thì đối với con đường này thì nghe nói thì hình như có con đường tự do đổi thành dân chủ, còn những con đường còn lại thì nó cũng y hệt như xưa thôi, chứ nó không có khác gì hết. Đây quán ăn, quán cà phê, quá trời, cơm niêu, pizza. Mé trái là con đường Hòa Bình, chúng ta sẽ đi con đường Khổng Tử. Cà phê, pizza, khu vực này ăn uống quán cà phê nhiều quá ha. Rừng quán cà phê. Đây là con đường gì đây? Con đường Đoàn Kết. Sunny thì không biết là ngày xưa là cái gì, tại vì thấy nó thay đổi trường trung cấp nè. Thì không biết là ngày xưa là nó cái gì, nhưng mà nó có một cái lối kiến trúc mới. Thì cứ quay thôi. Mấy con đường này mát quá. Trường học từ Đức. Đây là một cái căn nhà cũ ngày xưa. Đây, căn nhà cũ ngày xưa. Nó có cái hàng rào nè. Đó, cái hàng rào. Thì không biết là cái nhà này ngày xưa là gì, bây giờ trở thành một cái khu đất, đất vàng đó. Nhìn thấy cái lá sách. Rồi thôi, mình đi tiếp tục ha anh chị. Đây là kế trường Thủ Đức luôn nè. Đây cái khu vực là trường Thủ Đức mé bên tay trái nè. Không biết là bây giờ nó tên gì, tự nhiên Sunny bẵng quên. Quẹo con đường Chu Mạnh Chinh. Sunny sẽ đi một đoạn nha, để coi bây giờ nó tên gì.
con đường Bác Ái, tên gì ta, để xin đi cập nhật tí nha. À, Nguyễn Hữu Huân. Rồi xin đi quẹo lại. Xin đi sẽ chạy thẳng con đường Bác Ái này. Nhà biệt thự không? Quán cà phê, nhiều quán cà phê dễ thương quá. Dễ thương quá xá. Con đường, băng qua con đường Lương Khải Siêu. Ta thấy đây con đường Lương Khải Siêu cả. Vũng Hải Sản. Lương Khải Siêu đó, cái nhà cổ nè, bây giờ có màu đen là người ta lấy cái nhà ở dưới quê cung đình Huế, người ta về người ta làm quán cà phê. Xin đi cứ chạy vòng vòng ha cô chú anh chị và các bạn. À, đây là con đường Công Lý, mình đi đường Công Lý coi. Đâu đó còn sót lại những cái nhà cũ, những cái hàng cây sứ. Đây là những cái nhà ngày xưa mà bây giờ nó trở thành một cái mảnh đất vàng. Anh chị thấy coi cả. Giờ người đó, trở thành một cái mảnh đất vàng, có hồ bơi, nhà của các giáo sư dạy học năm xưa. Nhà này là số 13 Công Lý thì không biết địa chỉ thì nó có thay đổi so với ngày xưa hay không. Nhà của đại gia trên con đường Khổng Tử. Nhà đại gia đó, góc nhà của đại gia đó. Nhà Triệu Kiều Đô đó. Chúng ta vẫn tiếp tục trên con đường Công Lý. Cái nhà đẹp ghê ha. Biệt thự thì ngày xưa thì nó có khoảng trống đất bên trái bên phải, nhà rất là đẹp. Tương lai thì cái nhà này thì sẽ không còn nữa, đập người có tiền cả, cái này cũng cả không biết giá cả như thế nào mà cả triệu đô. Rồi thôi chúng ta đi. Ngắm nhìn chút xíu này trên con đường Công Lý.
đó, người ta mua bắt đầu người ta bắt đầu xây hàng rào to lên, xây cái biệt thự lớn hơn. Đây cái góc nhà đó. Ví dụ như mình thấy những cái nhà hồi nãy là có một cái khoảng đất rộng đó, thì sau này thì nó giống như thế này. Mua mấy căn liền kề, thế là người ta xây dạng biệt thự. Rồi thôi, con đường Công Lý xong rồi, bây giờ Sunny sẽ đi con đường khác. Đây là con đường Hồng Đức. Đây là con đường Độc Lập. Cây quá đẹp. Rồi Cindy sẽ tới đây quẹo lại để đi con đường Hồng Độc Lập nhé. Bờ tường năm xưa đó, biệt thự đó. Nói chứ ở xa Sài Gòn mà ở khu vực này nó cũng yên tĩnh, quá là mát mẻ. Đây là con đường Lê Quý Đôn. Từ từ những căn nhà cũ thì không còn nữa. Đó, quán cà phê, quán sen, quán nhậu. Đi thẳng cái hướng này là ra xa lộ Biên Hòa. Đó, dòng xe container phía trước anh chị thấy đó. Đây là con đường Thống Nhất mà hồi nãy là Cindy đi phía dưới. Bây giờ mình quẹo phải đi lại, đi lên phía này. Video này chỉ là đơn giản cập nhật lại cái khu vực này gửi cô chú anh chị và các bạn thôi. Chứ nhiều lúc là mình không biết, là mình nói như biết rồi thì nó không được hay, nó vô duyên. Đây là con đường Đặng Văn Bi, Nguyễn Du, mé trái là về ngã tư Bình Thái. Bây giờ mình sẽ đi vài con đường nữa, mang theo con đường Đặng Văn Bi này, mình sẽ quẹo con đường Đặng Văn Bi thì Sunny sẽ thực hiện trọn vẹn từ ngã tư Bình Thái hoặc là từ con đường ngay chỗ La San Thủ Đức về ngã tư Bình Thái để cập nhật. Giờ Sunny đang kiếm con đường nào đó để đi một vài con đường ở khu vực làng Thủ Đức. Đây là con đường Hòa Bình. Bắt đầu lên dốc.
cái khu nhà cũng đẹp nè, nó thấp thoáng cái nhà ngày xưa thôi mà trang trí lại rất là đẹp đó. Vào trái con đường Lê Quý Đôn mà Sunny đã đi qua, Sunny đi thẳng luôn. Đây là con đường Bắc Ái. Có nhiều cái quán cà phê dễ thương quá. Đây là con đường Hồng Đức, quẹo Hồng Đức. Quẹo con đường Đồng Hồng Đức. Trời ơi, cái quán cà phê Sơn Vườn giả cổ đẹp. Lên đây anh chị mà có thời gian rảnh đó, anh chị lên đây uống cà phê rồi xong sau đó mình sương sương rồi mình về. Nghe nói là con đường Dân Chủ này nè, ngày xưa là con đường Tự Do. Thì không biết đúng hay không, mái trái là một cái trường học là Lương Thế Vinh. Chúng ta chạy trên con đường Dân Chủ. Einstein, con đường Einstein chưa đi. Con đường Einstein. Ngang qua Bắc Ái. Trời. Đứng đây để anh chị thấy nguyên một cái mảnh đất của cái biệt thự năm xưa nè. Chúng ta đang chạy trên con đường Einstein. Bên phải là Độc Lập. Và đi thẳng là ra xa lộ Biên Hòa. Ngang qua con đường Hòa Bình. Mấy hôm nay thì xin đi nhìn chung là đi trên con đường này có rất là quán ăn, quán nhậu, khách sạn rất là nhiều. Và đều mở ra hoạt động kinh doanh trở lại anh chị ha. Mặc dù là biết rằng F0 thì cũng đang tăng cao, nhưng mà thời buổi này sống chung thôi anh chị, chứ biết làm sao bây giờ. Cứ mà ở nhà giãn cách thế là đói. Mọi người thì cũng lo lắng lắm. Nhưng mà thôi, sống chung cẩn thận.
Rồi, xa lộ Biên Hòa. Và Sunny sẽ quẹo phải để về khu vực cầu Sài Gòn. Và tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này để cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi lang thang vào những con đường vuông góc với nhau, một cái mảnh đất có kỷ niệm làng đại học năm xưa, để gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui thực hiện các clip này. Nhân đây thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Mép trái là xa lộ Biên Hòa về cầu Sài Gòn, còn phía trên mặt chúng ta, phía trên đó thì chúng ta sẽ thấy một cây cầu, đó là tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, một công trình thế kỷ thì không biết chừng nào xong. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những cái video clip sau. Nếu mà cô chú có những cái kỷ niệm gì đó thì có gì chia sẻ với Sunny, để Sunny lấy đó làm một cái tài liệu để chia sẻ nhiều cái clip nó đúng hơn. Dạ, bye bye, hẹn gặp lại, bye 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 bye, lưu luyến chia tay đó. Rồi, hẹn gặp lại trong những cái video clip sau. Đặng Văn Bi, đó là con đường Nguyễn Du về chùa Một Cột Nam Thiên Nhất Trụ, và chúng ta về cầu Sài Gòn. Thân ái mến chào, bye bye.